Bé Bự thân chào các bạn. Hôm nay sẵn dịp bác hàng xóm tặng cho một bó hẹ, cho nên bé Bự vào bếp để share với các bạn một cái món bánh mà nhanh gọn lẹ nữa nha. Đó là cái món bánh hẹ tôm. Các bạn thấy bánh hẹ của bé Bự có hấp dẫn không nè? Rất là ngon nha các bạn. Mình ăn với cái nước tương, có chút sa tế với tương ớt. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp nha. Để làm bánh hẹ thì ở đây bé Bự có 100g bột gạo, 100g bột năng. Bột gạo thì các bạn có hiệu nào thì làm hiệu đó, bé Bự nghĩ không có thành vấn đề đâu. Đó, bé Bự thì dùng hiệu này đây. Rồi với lại 175ml nước. Rồi bánh hẹ đó thì cái nhân không thể nào thiếu hẹ. Cái này là hẹ của bác hàng xóm cho bé Bự đây. Rồi xong mình có là cái này là nửa phao tôm với hành hương với tỏi. Rồi nếu như mà được thì các bạn, cái này là tôm khô. Tôm khô mà khô kỳ đó bé Bự bày đó. Rồi xong mình sấy xong rồi cái mình bỏ vô trong cái cối xay cà phê đó mình xay ra. Nếu mà các bạn có thì bỏ vô cho nó ngon, còn không có thì cũng được. Mình dùng chừng cái này chừng 2 muỗng canh. Và gia vị thì mình sẽ có muối nè, bột nêm chay nè, đường, tiêu với nước tương với dầu. Cái nước mà để chấm thì mình sẽ dùng nước tương nè, giấm. Cái này là bé Bự dùng là cái red vinegar. Mình cho một chút xíu sa tế với tương ớt. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho 175ml nước vô đây, mình nấu cho thật là sôi. Mình sẽ cho hai thứ bột vô đây. Rồi mình cho một chút xíu muối vô đây. Bao nhiêu đây thôi nha các bạn. Cho một chút xíu bột nêm chay vô cho nó đậm đà. Đó, rồi mình quậy ha. Rồi mình sẽ cho vô cái là 2 muỗng cà phê dầu ăn. Đó, nước sôi rồi thì giờ mình tắt lửa. Rồi mình sẽ cho hết vô này. Mình quậy lại. Cái nước này thì cũng mình cũng dao động nha các bạn. Nhiều khi bột khô ha, bột nhão á. Đó. Khi mình làm bếp thì cái bàn này mình cũng đã clean rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho ra cái bàn này để mà mình nhồi. Mình thiêu hết cái bột áo ở đây nha. Cái này nếu mà mình có máy thì mình làm cũng được, nhưng mà điều á hả, bé Bự nghĩ là không có cần. Giờ bột rất là mịn rồi, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ lấy cái miếng food wrap này mình gói nó lại, rồi mình để đây mình đi làm nhân nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ sắc hẹ. Hẹ này nhiều ít là cũng tùy theo mình thôi, nhưng mà bánh hẹ là chủ yếu là nó nhiều hẹ nha các bạn. Rồi mình sẽ sắc hành, rồi mình sắc hai cái tép tỏi. Trước tiên mình cho hành với tỏi vô đây mình xay trước, mình chớp sơ đi. Rồi sau đó nó bé Bự bỏ tôm này vô.
Rồi mình sẽ cho cái gia vị nêm vô đây. Mình cho là một muỗng cà phê bột nêm chay nha. Không có cho muối. Mình cho vô đây là nửa muỗng cà phê đường với một muỗng cà phê nước tương. Cho một muỗng cà phê dầu mè. Với mình cho tiêu. Mình cho vô đây là một muỗng cà phê bột bắp nha các bạn. Để cho cái nhân nó được kết dính đó. Mình cho hai muỗng cà phê nước nha. Cái này mình chốt thôi. Mình chốt để mà cho nó lụng dụng lằn dằn đó. Chứ mình không có cố tình mình xay nhuyễn nha các bạn. Cái nào nó nhuyễn thì nó nhuyễn. Còn cái nào nó không nhuyễn thì nó lục cục lòn hòn. Đó. Bé bự nghĩ như vậy là được rồi đó. Rồi xong mình lấy cái này ra. Xay bằng cái cối này cũng có lý lắm nha các bạn. Để đây mình ướp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai muỗng tôm sấy này các bạn cho vô đó. Rồi mình trộn lại. Rồi xong rồi mình sẽ cho cái hẹ này vô. Tùy ha. Nếu mà mình muốn làm hẹ nhiều thì cũng được. Mình cho vô đây một muỗng canh dầu nữa nha các bạn. Cái bự thấy thêm chút nữa được rồi đó. Mình không có bỏ hết, nó hơi nhiều. Bỏ nhiều cũng không có sao. Tùy thôi. Nhưng mà bé bự thấy thì nó cũng đủ rồi. Tại vì nó có một nắm đó, bé bự rửa một nắm, mình đã bé bự sắc hết luôn. Rồi, mình cho thêm một chút tiêu nữa là xong. Các bạn biết không, khi mà mình nấu ăn đó, mình nêm cái bột nêm chay này rất là dễ nêm nha các bạn. Đó, vậy là xong rồi. Bây giờ trong thời gian chờ đợi cho cái nhân này nó thấm gia vị với lại cái bột này nó nở thì mình sẽ làm nước mắm nha các bạn. Thì bé bự sẽ cho vô đây là một muỗng canh đường, hai muỗng canh nước sôi, nước mình nấu sôi đó, đặng mình quậy cho đường nó mau tan. Rồi mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh nước tương. Rồi mình sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê dầu mè nha các bạn. Nửa muỗng cà phê giấm. Các bạn không có giấm này thì các bạn làm giấm trắng hay giấm gạo hay là chanh cũng được. Tùy theo mình ăn cay nhiều ít thì mình sẽ cho tương ớt. Bé bự cho nửa muỗng canh nha. Một muỗng cà phê sa tế. Rất là ngon nha các bạn. Các bạn thấy chén nước mắm cũng hấp dẫn rồi phải không? Đó, mình sẽ cho vô đây. Rồi mình cũng sẽ quét trên cái giấy nến này một chút dầu nha các bạn. Đặng mình để bánh lên mình hấp. Rồi bây giờ mình sẽ chia bột ra và mình làm. Bột dẻo rồi dai mà ngon lắm. Mình chia cái này ra làm 6 cái nha các bạn. Nếu mình làm bán thì mình cân, còn cái này mình làm ở nhà ăn thôi. Các bạn giò tròn rồi xong mình lấy cái thớt á, mình ấn xuống. Các bạn biết không, mình bắt như là bột bánh ít vậy thôi. Nhưng nhiều thì nó ngon.
bắt như bắt bánh bao vậy các bạn thấy không? Các bạn thấy giống bánh bao không? Bánh này ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối gì cũng good nha các bạn. Đó. Mình làm 4 cái thôi. Nước cũng đã sôi rồi thì mình sẽ cho vô đây hấp thôi. Các bạn biết không, mình hấp trong cái chỏ tre như vậy thì mình khỏi cần phải cột cái khăn để cho nó nước nó đừng có nhiễu xuống. Thì cái lửa này 1.500 thì bé Bự sẽ xuống nó chừng 1.300 thôi. Mình hấp là 20 phút. Mình hấp bánh tùy theo cái bánh lớn bánh nhỏ nha. Thì dao động khoảng từ 15 tới 20 phút. Rồi, bây giờ là đã 20 phút rồi ha. Thì bây giờ bé Bự sẽ lấy bánh ra. Nhưng mà các bạn biết không, cái thời gian á, tùy theo cái bánh lớn, bánh nhỏ. Bánh của bé Bự nó hơi bự chút xíu, thành ra bé Bự hấp 20 phút. Nếu các bạn bánh nhỏ hơn thì các bạn cứ canh rồi mà các bạn dòm thấy cái bột nó trong rồi thì mình thấy hẹ đó thì mình sẽ lấy ra. Còn hai cái này bé Bự sẽ hấp hết luôn. Rồi mình sẽ để cái bánh này cho nó thật là nguội nha. Rồi xong mình muốn ăn như vậy cũng được, hay là mình muốn chiên. Thường thì bánh hẹ người ta sẽ chiên, thì để nó nguội rồi xong bé Bự sẽ chiên nha. Bây giờ bánh cũng đã nguội rồi, bé Bự sẽ bắt một cái chảo, rồi cho chừng 3 muỗng canh dầu để bé Bự làm dầu hẹ nha các bạn. Rất là ngon. Đó, bây giờ dầu đã nóng rồi thì mình sẽ chế cái dầu này vô đây. Chế cái dầu này vô trong cái hẹ này. Các bạn biết không, mình làm dầu hẹ đó thì nó rất là xanh mà nó giữ lâu lắm các bạn. Lâu hơn là mình làm dầu hành. Nha. Yeah. Làm mỡ hành đó các bạn, cái này mình làm mỡ hẹ. Rồi kế đến là mình sẽ cho vô đây là một cái này là hành phi đó. À, cái này để đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ chút xíu thôi nha các bạn, chút xíu dầu để mà mình chiên cái bánh thôi, không có dầu nhiều. Rồi, mình sẽ cho bánh vô đây mình chiên. Cái này mình cũng có thể để lửa lớn nha các bạn, tại vì mình đứng đây mình chiên rồi mình trở thôi. Rồi bánh vàng thì mình sẽ gấp ra. Cái này cũng như là mình áp chảo vậy các bạn, cho nó vàng ở cái mặt ngoài thôi đó. Rồi mình cũng màu mè chút xíu, mình đừng có lấy cái phần dầu nha các bạn, mình lấy cái phần phần hẹ với hành này thôi. Hẹ này nó sẽ xanh cho tới ngày mai luôn đó. Rồi bây giờ sau thời gian thì mình có được mấy chiếc bánh hẹ đây. Thật ra đó thì hấp nó cũng hơi lâu thôi, chứ còn nhồi bột với làm nhân thì cũng mau lắm các bạn. Các bạn thấy bánh hẹ của bé Bự có hấp dẫn không nè? Bên ngoài thì giòn giòn, bên trong thì dai dai. Đó, rồi trong là nhân tôm, ở trên này là mỡ, cái này là dầu hẹ nha các bạn. Dạ, dầu hẹ rồi mình ăn với nước tương. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn nha, để bé Bự cắt ra một cái cho các bạn xem nha. Nè. Đây.
Các bạn thấy có ngon không? Bên trong là nhân tôm hẹ. Dạ. Đó. Đây. Bên ngoài thì nó giòn giòn, ở bên trong thì nó dai dai, kèm thêm cái nhân tôm hẹ nữa, rồi chấm chút xíu nước tương nữa thì tuyệt vời. Rồi bây giờ bé Bửu mời các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé Bửu chào.